Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ các phép hay và chất lượng. Hôm nay em chia sẻ với các anh chị trận cờ 2 của mỹ nữ Di Hòa và số 1 Dương Hiên Nhất. Trận cờ này diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Di Hòa cầm đỏ đi tiên, Dương Hiên Nhất cầm đen đi hậu. Chúc các anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。
将军。Chơi đến đây thì Dương hay nhất bông cờ chịu thua. Mời các anh chị xem trận cờ tiếp theo. Trận cờ này Duy Hòa vẫn tiếp tục cầm đỏ đi tiên và Dương hay nhất cầm đen đi hậu. Mời các anh chị hưởng thức.将军。
Chơi đến đây thì mỹ nữ Di Hòa quân cờ chịu thua. Well của em đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình để xem well của em. Các anh chị nhớ cho em một nút like và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn các anh chị. Xin chào anh chị và ở đây và hẹn gặp các anh chị ở video sau.